Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay chúng tôi có một mẫu xe đạp địa hình Chopit Martinez, một dòng xe đạp mà được lòng rất nhiều các bác ưa chuộng cái dòng xe này. Một chiếc xe mang cấu hình full Shimano DOG, về đùi đĩa trục rỗng, rồi thiết kế khung sườn cực kỳ là đẹp và có cái giá bán nó rất là rẻ, chỉ có là 8,5 triệu. Một chiếc xe đạp cấu hình rất là cao, thương hiệu thì cũng rất là tốt của Pháp, một cái thương hiệu mà chắc hẳn là không bác nào lạ lẫm, có bác nào chơi xe đạp mà lạ lẫm đến cái thương hiệu này rồi. Thương hiệu Chopit của Pháp ấy, thì nó rất là nổi tiếng trên toàn thế giới rồi. Còn nên về một chiếc model Martinez, đây là một cái model mà đúng nghĩa là ngon bổ rẻ luôn. Cấu hình rất là cao, cấu hình full Shimano DOG 10 tầng níp và 3 tầng đĩa cho 30 tốc độ khác nhau. Đùi đạp trục rỗng, rồi Mayer bi vòng. Bộ cấu hình rất là ngon, trong cái tầm giá thì còn là 8,5 triệu. Khung sườn thì thiết kế rất là độc đáo các bạn này, thì uốn cong và dây toàn bộ đã được chạy âm sườn, thiết kế khung hộp rất là cơ bắp, cực kỳ là chắc chắn. Loại nhôm được sử dụng trên chiếc xe là nhôm 6001, loại nhôm rất là bền, chịu được cái cường độ mạnh, chịu được cường độ mạnh và chống bào mòn rất là tốt. Chiếc xe này form dáng rất là đẹp, phải quay xa xa cho các bạn nhìn, form dáng rất đẹp. Một cái model xe mà được lòng rất nhiều khách hàng bên em. Phần ghi đông, trên phần ghi đông của xe thì cũng là trang bị, đây là bộ tay bấm xả Shimano DOG hai bên, tay 10x3 và bộ cụm phanh dầu Shimano, và trên tay bấm tay ghi đông thì có luôn một cái khóa hành trình giảm xóc ở trên tay lái, rất là tiện lợi. Giảm xóc này giảm xóc dầu các bác nhé, giảm xóc nguyên zin theo xe. Máy joystick, bánh là bi vòng bạc đạn, sử dụng bi vòng bạc đạn. Vành bánh là 26 inch, lốp này lốp zin luôn theo xe các bác nhé, toàn bộ xe là nguyên zin nguyên bản hết. Đây, nguyên zin nguyên bản lốp Canada 26, đây là bản lốp 1x95. Vành zin, máy zin, đùi đạp trục rỗng Browell. Cấu hình à, đáp ứng đủ nhu cầu cho các bác sử dụng chiếc xe đạp bằng một người dùng cơ bản về xe đạp. Mua về chỉ được đạp thôi, cũng không cần phải nâng cấp gì nhiều quá cả. Bộ cấu hình này cũng rất là đủ dùng rồi. DOG 10 lít 3 đĩa. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Thì xoay xoay em đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 39 cm, khóa yên cái tâm cổ phốt 55 cm. Thì chiếc xe này nó có cái size nó đứng ngắn nhưng mà ngang thì nó hơi dài, thì là nó bắt đi được khoảng mét 59-60 đến mét 70 thì phù hợp. Chuyển động Shimano DOG 1 lít và 3 đĩa rất là ngoài, chuẩn bị là DOG này, cái bộ mà quốc dân dòng xe đạp thể hình này, các bác chơi xe thì chắc chắn là cái nước này, còn tận
cao cấp của đoàn Shimano rất là ngon, người thằng lũ mà ra đi tôi được xếp đấy để giống xả thì để trước để sau rất là cứng nhẹ nhàng. Chiếc xe đang được bán với em mức giá là 8,5 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà nó đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.